tích bằng đại học về quê nuôi gà rừng. Anh Lê Đỗ Chinh bỏ ngang nghề xây dựng, đi từ Bắc vào Nam tìm gà rừng nguyên gốc để nhân giống. Sau 4 năm thất bại, bị nhiều người dị nghị, anh hiện sở hữu trang trại hơn 4.000 con trị giá tiền tỷ. Từ thời cấp 3 thì mình đã thích cái con gà rừng rồi. Xem các cái thước phim về động vật hoang dã, cái thứ gà rừng đẹp lắm. Sau này mình có cái điều kiện, một cái thời gian thì mình tìm hiểu sâu hơn thì mình lại càng thích hơn. Mình học bên quản trị kinh doanh xong thì mình có đi làm vài tháng về cái lĩnh vực xây dựng. Xong rồi mình bỏ ngang về mình chăn nuôi con gà rừng này. Đam mê con này là cái con mà cái thứ nhất là cái thời mình rất ít người nuôi là một. Cái thứ hai là nó khó nuôi. Mình là mình thích trải nghiệm và sự khó khăn, mình thử thách. Và cái quan niệm làm kinh tế là nó phải khó thì nó mới có được. Việt Nam mình thì có hai cái loại, đó là loại tai trắng, loại tai đỏ. Gà rừng tai trắng thì chủ yếu phân bố ở miền Nam, người ta thích cái gà tai trắng. Tai trắng có điểm nhấn hơn. Mình là người chăn nuôi mà đáp ứng được các cái nhu cầu khách hàng thì mình chuyển sang mình chăn nuôi gà tai trắng. Khu nuôi của mình gần 2.000 m² thì mình rào lưới một phần và phần khác thì mình trồng các loại rau, các thứ phụ phẩm cho nó. Môi trường hiện tại đang nuôi là hiện môi trường bán hoang dã, nó ăn nó ngủ ngoài trời hết. Hiện có gà đang sinh sản này, gà mới nở này, gà hầu bị đến gà trưởng thành. Thì 1 m² của chúng ta có thể nuôi được tầm khoảng 10 con. Thời cao điểm nhất là giờ tầm khoảng gần 5.000 con. Nếu mà xuất gà thịt thì dao động từ 700.000 cho đến 900.000 một đôi tùy từng loại. Và gà giống thì thấp nhất là 2 tháng rưỡi đến gần 3 tháng rưỡi. Cũng đồng thời là cái mức tiền là 500.000 một đôi. Còn gà cảnh thì nó vô cùng lắm. 800, 1 triệu, 3 triệu một con. Nếu mà tính như cái doanh thu 4.000 năm thì mình phải trên 1 tỷ. Mình có trình bày qua với gia đình xong rồi mình lên đường, mình đi từ Bắc vào Nam luôn, đi hơn 1 tháng. Cứ nơi nào mà nghe thấy nói đến gà rừng ấy là mình đến rồi. Nhưng mà nhiều nơi đến rất là thất vọng vì họ nuôi nó bị lai tạp mất rồi. Quen một số người ta đi bẩy trực tiếp. Lúc đấy là mình mới tiếp cận được cái nguồn giống nó chất lượng nhất. Đấu mối với họ là mình chuyển con giống về mình nuôi. Nó có nặng bụng không, có bệnh tiêu hàn hay không? Cầm trong tay bằng đại học xong thì mọi người mà nói mà về mà làm nông nghiệp là sao đi học về sao lại nuôi mấy con gà linh tinh này làm gì, hay là xong rồi gà nuôi nó chết nhiều rồi. Nuôi đâu là chết đấy. Có người khuyên bỏ, có người thì không quan tâm, vay cũng không ai có tài trợ cho đâu. Nhiều khi nản chứ, bây giờ sinh viên mới ra trường tiền không có gì không, còn vay lên đến tiền tỷ luôn đấy chứ. Không biết lấy cái gì nuôi vợ bây giờ, nên nhiều người ta nói chứ khó khăn lắm. Trước hết là nhìn thấy con nó tiểu tụy trước mình, nhưng mà mình thì có cái kinh nghiệm đường đời thì nó vững chãi hơn. Dù có thất bại thì cũng phải động viên con bằng cái nước cuối cùng và tìm một cái lối mà nó cái lỗ hổng nuôi cái con gà này chưa được thì tư vấn cùng cho con và động viên tinh thần cho con nó có một cái phân chấn để nó lấy lại cái bình tĩnh. Cái lúc mà nó khó khăn là tôi phải vận động tất cả bạn bè rồi anh em xa gần gom góp người 20-30 triệu rồi đến mình làm để tiếp tục cho con nó bươn trải. Cái gà mà đánh sâu trong rừng ấy thì về mình cho ăn thóc lúa, ngô gạo hay cám ấy. Đó là cái quá trình mà thay đổi thức ăn đột ngột, thay đổi môi trường sống đột ngột, cộng thêm một cái vấn đề căng thẳng stress do con người tạo ra cho nó sợ hãi. Đặc tính sinh trưởng của nó thì là gà rừng lớn chậm hơn so với gà nhà, ăn ít hơn so với gà nhà rất là nhiều. Thức ăn mình để cho ăn cả ngày và gà rừng nó ăn rất là nhiều rau xanh. Đến tối thì được thu lại và gà lên cây đi ngủ. Mình đã tìm ra được cái nguyên nhân đấy rồi thì mình tiến hành mình đầu tư lại cái bài bản và cái chuồng nuôi, khu nuôi, sinh cảnh xung quanh khu nuôi, môi trường nuôi. Khắc phục dần dần nó cả cái quá trình như vậy. Gần 4 năm thì bắt đầu nó mới thành công rồi. Bước vào cái quá trình nhân đàn thì các năm tiếp theo đây nó nhân rất nhanh. Nói thì các bạn không tin nhưng mà 4.000 gà chỉ cần một người thôi. Tương lai thì con gà rừng nó vẫn là cái con khá là sáng. Cho những người chăn nuôi nó ít rủi ro bệnh tật lắm. Chất lượng thịt rất là ngon mà nhiều người ta rất là ưa chuộng. Còn tương lai thì mình cũng muốn là mở rộng ra. Thì đã định hướng đến cái phát triển lâu dài hơn nữa.